Mình xin chào tất cả các bạn nha. Nay mấy anh em lên nhà của thằng em chuẩn bị tát cái đìa này bắt cá ăn Tết đó bạn ơi. Thu hoạch coi có gì không? Cái này cá tra nhiều á. Cá tra nhiều, cái này mấy cá nhỏ nhỏ em mới bắt cá thả vô dở trà thả vô đây nè các bạn. À, trong này không biết có cá lóc không ạ. À? Làm gì làm chắc cũng cũng có mồi nhậu mà. Sợ phải có vài con nhậu đó. À, mình vác lên xong cái đặt máy xuống bơm các bạn. Có máy được. Mấy anh em đặt máy bơm nãy giờ cũng gần cạn rồi nha các bạn. Hơn phân nửa nước rồi. Hang ngấp luôn nè. Ừ. Hang này chắc hang lâu kiếm quá. Ờ, nó đục hang thấy ghê ha. Này cỡ 15 phút nữa là cạn rồi. Thấy cá ụt cũng nhiều lắm các bạn. Trốn vô lục bình. Hầm này lúng dữ các bạn ơi. Hầm này thấy cái mồi đi xuống hồi nãy thấy lúng quá lúng rồi. Sình dữ lắm. Cũng gần cạn rồi. Cá lên dữ rồi. Hôm nay cá tra nhiều quá bạn. Năm rồi dở trà mấy con cá tra nhỏ nhỏ cái thả vô đây. Ồ cá chê nó lóc lên trên này luôn nè. Lóc lên cái đường nước. Ồ cá chê trắng. Ồ coi nó lóc lên kìa. Ồ. Mình làm cái dèo này để hơi mình bắt cá lên mình rộng trong này nha các bạn. Mấy cá nhỏ mình rộng lại. Để mình xả nước vô cái mình thả nó lại. Đây là cái chê trắng cũng nhiều lắm nha không? Chê trắng nãy giờ thấy lóc lên nhiều. Tại không để chỗ nước chảy đó. Ừ. Đi ra. Hầm này quá trời lúng rồi bạn ơi, quá trời sình luôn à. Chuyển qua cái máy bơm nhỏ các bạn rút lên. Máy bơm lớn nó cao quá, bơm nó không lên nước luôn. Hầm này sâu quá. Ha ha.
cá dê chui tới quần Lý Thông luôn. Cá lóc bự à. Giờ nó nhảy á. Rồi, cái lóc bự nha. Ê đây. Khỏi tôi nó ngoài, khỏi bom đi. Quá thế chứ luôn. Cũng có mắt cá trời đâu có ổn. Nắm thì nắm cứng luôn. Mà mày xuống đi, cái vỏ đi chân à. Trên. Bỏ cái kia nghe không? Dạ. Bậy 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 rồi cô cái cha ơi. Đi mẹ. Cá đi đâu? Anh đó có vỏ động uống chưa? Nãy giờ đó. Cái giờ cái vỏ vỏ món sao nhóc à. Chạy xó rồi. Có mấy con? Hai cá lóc. Hai cá lóc chậm chậm. Năng niu nó là cái chụp không dám chụp. Không mà mình qua mình thấy khó nè. Ủa cái gọi kìa, sao thả gì lắm đâu không trời. Thấy sao á. Ông thích chạy. Nước ở đây nó chảy gỉ vô rồi. Bơm không cạn nổi đâu bạn ơi. Nãy giờ bắt mấy cái lóc bự bự.
đây là thời đang ấp phía chiều luôn á. Cái này á, trên mà. Chưa trắng nhiều quá. Chơi cái tô hít xuống cái bơm mà hả? À, cá dồ bự đằng này nè. Tuốt này nè, tuốt này nè, tuốt này con nè. Vô ý lóc cái lóc bự cho bá luôn. Con nãy con có lóc không đen? Cái lóc không phải cái dầu. À, cái dầu lại này nè. Còn cá lóc á, cá lóc bự lắm. Còn cá lóc bự lắm. Vô. Chỗ cái thao đó có một con cá dồn nữa đó. Đó đó, cái dồ lú lên đó, chỗ cái cây nè. Cô đang chút đi lên, coi chừng mất tiêu quần nha cô đang. Cái lóc nãy bự lắm, chạy tút mãi luôn hả? Rồi rồi, cái lóc kìa, cái lóc kìa, cái lóc kìa. Đó 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 đó. Trời ơi. Trường lên. Từ từ nó xuống rồi, nhắn nó xuống sình luôn đang ơi. Rồi rồi. Nhắn nó xuống mới được. Nhắn nó lúc xuống sình luôn. Chạy tút ngoài luôn rồi. Hơi nó ngập nó cũng trồi lên nữa à. Ờ, cái lóc bự lại ẵn rồi đang ơi. Cái lóc bự tốt ẵn rồi đang ơi. Đó một con kìa. Rồi 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 rồi, bắt con bự, bắt con nhỏ.
đó đó đó. Rồi rồi rồi. Có chút mặt ở đây. Vô á. Trời ơi, cá vô. Cá bá lửa luôn. Cho lên đây nè. Rửa nghe hết thấy cái giò luôn rồi. Thôi lên nhớ vịn cái quần đi lên nha. À, thấy đen đen à, đừng còn cái quần đi lên chui lũi đi. Quá trời sình luôn rồi. Thấy đâu có nhiêu nước đâu, sình ở dưới không à. Máy chạy mệt đó, đang nghỉ chạy rồi. Quậy hơi nó khờ nó cũng nổi lên bắt à.
Đất nó đóng vô mặt cô đen trắng luôn rồi. Trắng luôn hết. Hết đen rồi. Nó khô trắng lại luôn rồi. Nước càng ngày càng đầy rồi. Càng ngày càng nhiều. Cái lóc chà bá luôn các bạn. Có à, con này. Con này có nửa ký à. Ký là con nó nửa ký à. Hả? Nãy giờ nó mới chọi đầu lên đó, nãy giờ nó chuối. Rồi đưa lên cái gỗ hay là giục nó lên luôn đi. Nó nhảy à, nhảy không? Rồi con này có nửa ký rồi nha. Trời má lửa các bạn ơi. Cho vô thùng luôn. Đến đây không cũng có được chạy lại. Rồi. Tiếp tục bơm tiếp. Nãy giờ cái máy kia. Cái máy kia nó không chịu chạy rồi. Rồi đưa máy này xuống. Ồ, bơm phè phè lên đó. Thế nào? Cái lóc nữa các bạn ơi. Dạ lỗi sau lưng mày à, không? Dạ dạ đó đây kìa. Quá cá chê rồi. Chê trắng quá nhiều luôn. Chết hả? Dạ cái dê bò ra kìa. Núi bắt dính luôn. Rút hay lắm, rút vô lục bình đó.
bỏ nó lên á. Thế nào thế nào? Ôi cái lóc bự gà đông, cái lóc bự. Cái lóc bự vào bá luôn á. Nãy giờ mấy con cá bự rồi nha. Đi cho bá luôn nè. Giờ cá lóc bỏ trong cái thùng kia. Thùng bự á. Chơi cái tô hít này xuống bơm cái cạn khô luôn rồi đó. Trời ơi, mấy con vịt nó mò cá ghê không. Sao hết rồi bạn ơi, mấy cái vô mình rộng hơn sao. Rồi còn con cái vô bự này chắc để ăn về bự. Này cái rô các bạn ơi. Chia vàng ở trong này hả? Chia vàng. Chia trắng nè. Đây chia trắng. Chia trắng không được lớn rồi, mà lớn quá lớn đây mà quá nhiều. Đây cá lóc, mấy cá lóc đã rồi bạn ơi, trắng tươi luôn.
cái lóc đìa giờ mình đã nha, mập lâu nào lấy kìa, cái con dưới rồi mới đã nha. Dưới nó dài hồn rồi, con này hơn hơn nửa ký. Mấy con này hồn rồi, mấy cái 600 gram luôn á. Mấy cái lóc bự già mà cái thương hôn nước gỏi lên này quý à, chưa trắng quá trời đó, mình được hai cái lóc chà bá đó, hai cái lóc bành kia luôn, cái rô cũng bự không à. Được nhiều cái lóc nè, hai con lớn đã, hai con nào nó trắng tươi ha. Bắt con cá mà bự nãy sướng tay sao. Cái chê thì cái chê lửa hay gì cái chê lửa 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 không, cái lửa đó, cá khủng mà chê vàng cũng nhiều lắm nè, chê vàng trong này cái đống luôn nè. Cá dồ nhiều lắm mà, cá dồ thả lại rộng, lửa men cá lớn lớn nè, cá đã bỏ lên đây không, cá nó lên cái dầm thấy đã thì chắc chắn phiếu ha. Cá hết biết, cá này có 700 gram sao ha. Vàng ôm luôn. Rồi, buổi đi tắt đìa của mấy anh em được nhiều cá rồi, rộng lại để ăn Tết đó các bạn ơi. Còn mấy cá dồ thì mình thả lại, mấy cá dồ nhỏ nhỏ mình thả lại nuôi. Xả nước hầm thả cá dồ nhỏ lại. Video để tắt hầm bắt cá của mấy anh em đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Giờ chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.